thưa quý vị, khi nhà nước thu hồi đất ở theo quy định của pháp luật, tuy nhiên trên mảnh đất đó lại chưa xây dựng công trình nhà ở, vậy người sử dụng đất đó có được hỗ trợ đền bù, tái định cư hay không? Và các điều kiện cụ thể như thế nào? Mời quý vị đến với tiểu mục Q&A để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, lời đầu tiên xin cảm ơn luật sư có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa luật sư, là khi nhà nước thu hồi đất ở, tuy nhiên trên phần diện tích đấy lại không có nhà, vậy thì người dân có được hỗ trợ đền bù hay không ạ? Người dân nếu mà bị nhà nước thu hồi đất vì những lý do liên quan đến các cái công trình công cộng mà theo chính sách của nhà nước, thì về nguyên tắc là kể cả trường hợp mà không có nhà ở trên đất mà thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, thì đều được nhà nước xem xét là bố trí tái định cư trong trường hợp là cái phương án tái định cư cho những người hộ dân tại khu vực bị thu hồi là có cái phương án là chuyển đổi các cái diện tích đất ở khác cho người dân. Và trong trường hợp nếu như cái phương án mà tái định cư cho người dân là có quỹ đất để tái định cư lại cho người dân ấy, thì tôi cho rằng là kể cả trường hợp là cái chủ sở hữu đấy, chủ sử dụng đất đấy chưa xây nhà trên đất thì họ vẫn có thể được nhận một cái lô đất khác nếu như trong phương án đền bù của nhà nước có. Vậy thưa luật sư, là những trường hợp nào sẽ đủ điều kiện để hỗ trợ tái định cư ạ? Nhà nước sẽ tiến hành xác minh các cái thông tin liên quan đến việc sử dụng đất, chẳng hạn đến chủ sử dụng đất và liên quan đến việc cái loại đất mà người dân đang sử dụng. Thì chính vì loại đất của người dân đang sử dụng thì có rất có thể là liên quan đến cái giá trị của số tiền đền bù. Ví dụ như đất là đất nông nghiệp thì giá trị đền bù sẽ khác hoàn toàn so với trường hợp là nếu người dân đang sử dụng đất là đất vườn hoặc đất nhà ở. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Theo bộ phận nghiên cứu CBRE, trong quý 3 năm 2023, với thị trường căn hộ, thành phố Hồ Chí Minh có 3.625 căn hộ được mở bán, tăng 189% so với quý trước, trong khi Hà Nội có 3.000 căn hộ mở bán mới, tăng 65% so với quý trước, tỷ lệ hấp thụ đạt trên 80%. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chưa ghi nhận thêm sản phẩm mới, còn Hà Nội ghi nhận 710 căn mới, tăng 367% so với quý trước, tập trung tại các khu đô thị mới. Các chuyên gia nhận định, nhìn chung, thị trường bất động sản tại các thành phố cấp 1 đã có dấu hiệu hồi phục, hỗ trợ bởi lãi suất cho vay giảm, giúp tăng nhu cầu khách hàng có nhu cầu mua nhà. Theo khảo sát vào tháng 11 năm 2023 của bấtđộngsản.com.vn, ghi nhận làn sóng trả mặt bằng văn phòng tăng cao thời điểm cuối năm. Ngay tại một số văn phòng hạng C, vốn có mức giá rẻ ở phố Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Tỷ lệ văn phòng bị trống đang ở mức khoảng 15%. Với các văn phòng hạng B và hạng A, tỷ lệ mặt bằng văn phòng trống là 15-30%. Các con số này cao hơn hẳn so với những năm trước, khi tỷ lệ trống luôn được khống chế dưới 10%. Tình trạng trả mặt bằng văn phòng cũng đang diễn ra ở Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 11 tháng của năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp hơn 20.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay sổ hồng cho người dân. Dự kiến trong tháng 12 năm 2023 sẽ có gần 1.800 căn nhà được cấp sổ hồng. Như vậy, trong năm 2023 có hơn 22.000 căn nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp sổ hồng. Cùng với đó, dự kiến đến cuối năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 59.000 căn nhà chưa được cấp sổ hồng. Thưa quý vị, quy hoạch treo, dự án treo không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân thủ đô trong vùng giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Dự án treo kéo theo cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án cũng bị treo. Không được cấp sổ đỏ, không thể xây sửa nhà dù chật chội, xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi muốn nhắc đến dự án Sông Hồng City, một trong số 700 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội. Và đây cũng là một trong các dự án bất động sản lớn nhất trong giai đoạn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đánh dấu quan hệ hữu nghị song phương Việt Nam-Singapore về đầu tư thương mại. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn trên giấy. 21 năm qua, ba thế hệ của gia đình bà Nguyễn Thị Bình sống tại ngõ 15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, chỉ sinh hoạt vỏn vẹn trong ngôi nhà 7m2. Mọi sinh hoạt đều gói gọn trong căn phòng này. Dù chật chội, tù túng, bất tiện là thế,
nhưng gia đình bà chẳng thể nào xây mới hay tôn tạo bởi ngôi nhà này nằm trong dự án Sông Hồng City. Ở đây là có sao thì dùng vậy thôi, chứ mà sửa thì cũng rất là ở đây nguyên tắc là ta có cho sửa nhiều đâu, người ta có xây lên nhiều đâu, là chúng tôi chỉ ở thế thôi, không có chỗ vơi quần áo, không có chỗ đun nấu. Cùng cảnh ngộ như bà Bình, gia đình chị Hạnh mua nhà trong tình trạng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chị cho biết khi không được cấp sổ đỏ, muốn bán chuyển nhượng nhà cũng khó, hay nếu bán được cũng bán với giá rất thấp. Mặc dù đã nhiều lần những hộ dân tại đây kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Vì điều kiện, hoàn cảnh, nói chung là kinh tế mình không có, có ít thì mình cũng phải chấp nhận, đành là nhắm mắt làm liều thôi. Thì đành ít tiền thì mua về đây thì vẫn cứ thôi thì ở gọi là thì cứ cố ở được là được năm nào hay năm đấy. Siêu dự án Sông Hồng City, mục tiêu xây dựng là một quần thể công trình bao gồm khu nhà ở, khu nhà văn phòng thương mại, khách sạn và các công trình tiện ích công cộng để cho thuê tại Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình với tổng diện tích 51.300 m². Tổng vốn đầu tư tại thời điểm đăng ký là 240 triệu đô la Mỹ với tiến độ trong vòng 8 năm kể từ ngày 29 tháng 11 năm 1994 và có thời hạn 45 năm từ ngày 29 tháng 11 năm 1994. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá cho biết việc ngừng triển khai dự án do nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó do có sự thay đổi pháp luật đê điều và chưa phê duyệt quy hoạch phân khu hai bên bờ sông Hồng. Dự án treo nhiều năm khiến cho cuộc sống người dân gặp khó khăn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng gặp nhiều bất cập trong công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Hàng năm thì phường cũng có những cái báo cáo và đề xuất kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền là sẽ có sớm triển khai dự án để đảm bảo cái đời sống cho người dân. Khó khăn về tài chính cũng như vướng mắc quy hoạch qua các thời kỳ được cho là nguyên nhân dự án nằm im từ những năm 1994. Hiện Hà Nội đang tiếp tục rà soát và đề xuất phương án giải quyết phù hợp. Trong khi chờ đợi giải pháp của thành phố, thì người dân tại đây lại tiếp tục sống trong cảnh đi không được, ở không xong, tạm bợ, tù túng, không biết đến bao giờ họ mới được ổn định trong chính ngôi nhà của mình. Người dân thành phố Hồ Chí Minh chắc hẳn vẫn còn nhớ cái tên Sài Gòn Water Park. Đây được xem là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam, cũng là công viên nước hiện đại thu hút rất nhiều người dân thành phố cách đây hơn 25 năm. Nơi đây còn được coi là thanh xuân của rất nhiều người. Tuy nhiên, chỉ hoạt động được 9 năm thì công viên nước này đóng cửa. Trong mục dò hàng của phố bất động sản ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi mục sở thị khu đất của công viên này sau 17 năm kể từ khi công viên này chính thức trở thành ký ức của nhiều người. Sài Gòn Water Park có diện tích khoảng 5 hectare tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công viên nước đầu tiên tại thành phố đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 1997 với tổng kinh phí đầu tư là gần 12 triệu đô la Mỹ. Công trình được xây dựng bài bản, hiện đại với nhiều trò chơi mới lạ như biển nhân tạo, dòng sông lười, trượt ống xoắn và nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Chính vì vậy, công viên này đã thu hút rất đông khách đến vui chơi. Sự thành công của công viên nước Sài Gòn đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, dẫn đến sự ra đời của hàng loạt công viên nước khác ở thành phố Hồ Chí Minh như công viên văn hóa Đầm Sen, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, công viên nước Đại Thế Giới. Những địa điểm vui chơi giải trí sau này được đầu tư bài bản, hiện đại, nhiều trò chơi hấp dẫn, trong khi công viên nước Sài Gòn không tập trung nâng cao chất lượng và bổ sung các trò chơi mới mẻ, dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ nặng nề. Tính đến năm 2005, công viên nước Sài Gòn lỗ 200 tỷ đồng, cho đến trước khi đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2006 là 207 tỷ đồng. Sau một năm sau, nơi đây được san bằng để xây dựng làng biệt thự Vista. Tuy nhiên, dự án này không được phê duyệt. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giữ nguyên chức năng ban đầu của công viên nước Sài Gòn và không được xây dựng nhà ở. Từ đó đến nay đã là 17 năm, công viên nước từng là tuổi thơ của nhiều người vẫn là khu đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Một số đoạn rào chắn bằng tôn xung quanh bị rỉ sét, mục nát, siêu vẹo, xuống cấp nghiêm trọng. Bức tường rào ở khu vực giáp với đường Phạm Văn Đồng trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường và vẫn chưa có thông tin nhà đầu tư hay dự án nào sẽ được xây dựng trên khu đất này. Ba quần thể Flamingo đồng loạt khai trương năm 2024. Flamingo Ibiza Hải Tiến, Flamingo Golden Hill 3 sao, Flamingo Tân Trào.
siêu tiến độ, siêu sản phẩm, siêu chính sách, siêu hiệu quả. Lợi nhuận kép chỉ với 15% đầu tư ban đầu. Check-in, ăn uống, vui chơi, sức khỏe, lễ hội. Nhà phát triển bất động sản uy tín với 300 giải thưởng hàng đầu thế giới. Flamingo, thành phố của điểm đến check-in, nghệ thuật và thương mại hiệu quả. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Phố Bất Động Sản ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.